Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối nay mùng 4 tháng 3 của kênh VTC14. Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ thì mưa đã giảm hẳn, chỉ còn mưa nhỏ ở vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, phía Nam của Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác. Đặc biệt các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định có mưa vừa mưa to trên diện rộng. Tại Ba Tơ, Quảng Ngãi, lượng mưa đo được sáng nay là 62mm. Xuống sâu các tỉnh phía Nam thì thời tiết ổn định hơn, giảm mưa và có nắng nhiều. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao và nắng nóng vẫn còn tiếp diễn. Thưa quý vị, Việt Nam là đất nước rất được thiên nhiên ưu ái với những bãi biển đẹp như là biển Nha Trang, Mũi Né, Côn Đảo, Phú Quốc, Mỹ Khê, Cửa Đại, Quảng Nam hay là Dốc Lết ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, không khí lạnh đang về khiến cho sóng biển tại miền Trung có phần khá lớn, đồng thời thời tiết còn có mưa. Chính vì thế thì thời điểm này lựa chọn những bãi biển ở vùng biển Tây là thích hợp hơn cả. Và có lẽ Phú Quốc là ưu tiên số 1 cho du khách. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước. Tại khu vực Tây Bắc, trong đêm nay trời còn có mưa nhỏ ở diện khá rộng. Sau đến ngày mai thì mưa cũng giảm hẳn, thời tiết trở nên khô ráo hơn. Tuy nhiên là vùng núi cao của khu vực cho nên ban đêm trời vẫn còn có rất đậm. Tại Điện Biên nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ với độ ẩm là 65%. Tại Sapa nhiệt độ chỉ từ 8 cho đến 14 độ với độ ẩm rất cao từ 90 đến 100%. Tại thành phố Tam Đảo nhiệt độ cũng chỉ từ 10 cho đến 13 độ với độ ẩm từ 60 đến 70%. Tại khu vực Đông Bắc trời giảm mưa, đêm và sáng còn có mưa nhỏ, trời rét, buổi trưa chiều có nơi giảm mây và hứng nắng ấm. Tại Hà Giang nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm từ 50 đến 60%. Tại Hạ Long nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 21 độ với độ ẩm từ 75 đến 85%. Còn tại thành phố Hải Phòng nhiệt độ từ 16 đến 22 độ với độ ẩm từ 70 đến 80%. Xuôi xuống khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, trong đêm nay trời vẫn còn có mưa ở diện khá rộng, có nơi còn có mưa vừa. Tuy nhiên đến ngày mai thì toàn khu vực mưa cũng sẽ giảm hẳn. Tại Sầm Sơn không mưa với nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Tại Phong Nha Kẻ Bàng có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Thành phố Huế có mưa, đêm nay có mưa vừa, ngày mai có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân trong ngày mai thì diện mưa cũng thu hẹp dần và chỉ còn có mưa nhỏ, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên và nắng nhiều hơn. Tại Đà Nẵng có mưa, đêm nay có mưa vừa, ngày mai có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ với độ ẩm từ 85 đến 95%. Phố cổ Hội An đêm nay có mưa vừa, ngày mai có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ với độ ẩm từ 80 đến 85%. Còn tại Bà Đà có mưa nhỏ với nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực du lịch biển thời tiết giảm mưa hơn tại Khánh Hòa, còn tại Ninh Thuận và Bình Thuận thì thời tiết ổn định và không mưa. Nơi đây cũng là lựa chọn khá thích hợp cho du khách, tuy nhiên cũng nên cẩn thận với sóng biển khá mạnh có thể gây nguy hiểm. Tại Nha Trang nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%. Tại Mũi Né nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 31 độ với độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Vũng Tàu nhiệt độ dao động quanh mức 25 đến 32 độ với độ ẩm từ 55 đến 65%. Khu vực Tây Nguyên không khí lạnh cùng với suy yếu và áp cao cận nhiệt đới làm cho cường độ nắng tại khu vực này giảm bớt, đêm và sáng trời chuyển lạnh. Tại Pleiku nhiệt độ từ 19 đến 29 độ với độ ẩm từ 40 đến 50%. Thành phố Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 20 đến 30 độ với độ ẩm từ 40 đến 50%. Đà Lạt đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm từ 50 đến 60%. Nền nhiệt tại miền Đông Nam Bộ giảm đi khoảng 1 độ, chiều tối ở ven biển miền Tây có mưa nhỏ, thời tiết rất thuận lợi cho các vùng miệt vườn với cây trái thơm ngon hay du lịch sông nước ngắm những cánh rừng ngập mặn cũng là sự khám phá tuyệt vời cho du khách. Tại Tây Ninh trời còn nắng nóng với nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 40 đến 45%. Tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ với độ ẩm từ 60 đến 65%. Khu du lịch rừng U Minh nhiệt độ ở mức từ 24 đến 32 độ với độ ẩm từ 60 đến 70%. Khu vực biển phía Đông sóng gió mạnh dần đến hết ngày mai, sau đó suy yếu. Riêng vùng biển phía Tây do chắn bởi Mũi Cà Mau cho nên sóng gió khá yếu, biển êm, thích hợp cho các hoạt động du lịch trên biển. Tại Côn Đảo nhiệt độ từ 25 đến 30 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%. Tại Phú Quốc nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ với độ ẩm từ 50 đến 60%.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch tối nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có những chuyến du lịch thật thú vị. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.